trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sợ quá. Cái gì đấy? Em đỏ lên kìa. Làm sao? Vừa mới có một cái việc mà chúng không thể tưởng tượng được. Chú cứ bình tĩnh, chú kể tôi nghe xem nào, làm sao? Này, lúc nãy nằm mơ, có một thằng nó đấm thẳng vào mồm, răng rụng hàng bát. Sau đấy nó cầm cả cái bốc răng đấy lên, nó giơ thẳng vào mặt mình. Nó bảo là nếu còn thái độ nhấc nhô thì đừng hỏi tại sao không ăn bắp mà đầy ngô trong mồm. Tức là ngủ mơ gì? Ngủ mơ. Thế mà tôi cứ tưởng. Nhưng mà hốt cả hèn. Này, em bảo nhá, mơ này có điểm đấy. Hay là hôm nay thử phang con đề con nô nhỉ? Đấy là điểm à? Điểm. Thế thì phang luôn. Em bảo, thử á. Này này em vừa đục được cái này của ông già. Sổ mơ để cha xem nó về con bao nhiêu mới biết được. Ân ái 2575. Ê, từ. Ân ái là 5 phép. À, cho cắn chảy máu 9899. Nhưng mà không liên quan gì đến chuyện bị đấm gãy răng cả. Từ đã, nó phải xem nó nằm ở đâu. À, cho con vú 0575. Bị đấm đây rồi. Bao nhiêu? 58. Đánh con 58. Nhưng mà mình bị đấm gãy bao nhiêu cái răng? Chú nói làm đầy một vốc cơ mà. Đúng rồi. Một bát răng. Chú đặc thù chú khác. Chú là hơn người ở chỗ cái răng. Đấy, 58. Vụt con 58. Đúng rồi. Vụt đi. Đi. À, tiền. Ở đây rồi. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhưng mà toàn tiền lẻ. Bác khói cho em vay ít. Không. Thôi làm sao mà đi. Yên tâm. Tôi không bao giờ tôi chơi cả. Thế nhưng mà vấn đề là gì? Mấy cái hàng nước này toàn chỗ quen thân cả. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Dậy đi. Dậy đi. Trúng rồi. Ừ. Trúng rồi. U bảo tôi lên bảo. Trúng gì đấy? Mình nghe trúng gì đấy? À, bác Thắng ạ. À. Bác Thắng ơi, trúng gì đấy bác? Trúng gì đấy ạ? Trúng à? Kể xem nào, trúng gì đấy ạ? À? Trúng cái gì ấy nhỉ? Trúng gì? À, anh đoán trúng với câu hỏi của bác Thắng. À đúng rồi, đúng rồi. Trúng. Câu hỏi gì ạ? Bác Thắng đi thi... Chiến sĩ. À không. À cái gì nhỉ? Tiến sĩ. À tiến sĩ. Ôi trời, cái là anh vui nhà em trả lời đúng câu hỏi mà bác thi tiến sĩ. Ừ. Bác Thắng bác ấy vào, bác ấy mở cửa mạnh, gió lùa trúng gió luôn. Ôi trời ơi. Dọn dẹp cái ấm trà đá này đi. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Bây giờ người có điều kiện khác không uống trà đá này nữa, dọn đi pha ấm mới. Biết ngay. Này, nhưng mà đừng có vớ vẩn. Ăn lô ăn tề thì phải uống bia chứ, ai lại uống chè. Nhưng mà tâm trạng em hôm nay không tốt, ruột gan nó cồn cào, uống bia không vào, nên là chắc là uống trà đá tạm. Này, thế sao chú vẫn cứ giữ cái kết lị thế là thế nào hả? Sao ăn lô ăn tề lộc bất tận hưởng, phải uống bia chứ thì ai thì uống nước chè đi. Người ta vừa mới trêu cái làm gì mà đã nó sồn sồn lên. Này, bia thì bia ngại gì. Này, đang thừa thắng xông lên thắng tiếp gì. Ừ. Nhưng mà hôm qua vấn đề là hôm qua là mơ bị đấm vô cái răng. Ừ. Lúc trưa nay nằm thế nào lại mơ mơ màng màng lại thấy răng mọc trở lại. Thế hôm nay đánh con bao nhiêu? Dụng hết răng thì là hôm qua là pha con 58 đúng không? Bây giờ mọc lại răng thì phải là 85. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Thế thì đi táng luôn chứ còn gì nữa. Chẳng luôn chứ còn gì nữa. Đã khuya rồi vẫn ngồi tính nô. Tính nô rồi tính luôn cả đề. Thế mà sao vẫn trượt,
Trời ơi, nẫu quá. Mình đã phong tỏa từ 01 đến 99 rồi, chứ lại về 00. Làm đi tong của mình 2 triệu. Điên hết cả ruột. Lương thì 3 cọc 3 đồng. Tháng này nó mất 2 triệu. Bổ đâu được cái số tiền đấy nè. Thôi chết rồi, con nụa nó về rồi. Làm thế nào bây giờ? Nghĩ cách gì? À, đổ tại cho bác Thắng. Đổ tại bác Thắng là xong. Anh Ngô ơi, mời vợ yêu vào nhà. Rồi ơi, chú có lề mề đấy nhá. Đây này, em mua đống đồ góp dỗ cụ tuần sau đây này. À, khá quá nhỉ. Vợ anh đây này. Mẹ mặt này, nhưng lương tháng này anh chưa đưa cho em đúng không? Anh đưa đây để em chi tiêu bao nhiêu việc nữa. Lương tháng này nha. Hôm qua anh vừa mới lĩnh. Đưa đây. Hình như anh đưa em rồi nhỉ. Anh đưa em bao giờ? Chưa đưa nhỉ. Đây, lương đây. Nhưng mà thiếu mất 2 triệu. Sao lại thiếu 2 triệu? Hôm qua anh bị bác Thắng bác anh cướp. Bác cướp á? Bác Thắng bác anh vay của anh. Bác Thắng vay của anh vay làm gì? Vay để đi mua thuốc kích thích. Bác Thắng dùng thuốc kích thích á? Ôi dồi ôi, bảo sao chưa có con. Không phải chuyện đấy. Bác ấy dùng thuốc kích thích mọc tóc. Kích thích mọc tóc á? Thế em thấy có bác Thắng có hỏi mấy đâu mà phải dùng kích thích mọc tóc. Thì cái chỗ nào có cái chất sừng nó sẽ mọc dài chứ. Thế á? Sao thế nhỉ? Mà thôi, bác ấy muốn kích thích chỗ nào thì đấy là việc của bác ấy. Mỗi người phong cách kệ. Trời ơi, nó chịu chi tiêu kiểu gì nhỉ? Anh ơi, vợ chồng mình có gì cứ tâm sự với nhau. Thế anh có giấu em chuyện gì không? Hả? Thật á? Thế gì có chuyện gì để giấu? Có mỗi ít lương thì chấn lột người ta rồi. Chấn lột thì ai chi tiêu mà anh bảo chấn lột? Trời ơi, nghi lắm. Dối mình là dối mặt. Nó đi bảo hành. Bây giờ tình hình này mà nội ra con đuổi cho mình mà nó biết được mình đánh đô đánh đề, nó cho mình đi đời luôn. Anh ơi, không giấu em chuyện gì à? Không. Trời ơi, cười để dài thế. Anh mà nói dối em chết em nghe. Em mà biết rồi chết rồi em nghe nhá. Ôi trời ơi, ui giời, cái gì đấy? Đứa nào ngã đấy? Sao lại trúng đề à? Trúng đâu, trượt nòi mắt rồi, mấy hôm nay trượt. Okay. Hôm qua em bao sân ôm một phát từ 01 đến 99 lại về 00. Đi toi mất 2 củ em. Úi dồi ôi, sao chú xuống mạnh tay thế? Chú tưởng là đang dây đỏ của chú cơ mà. Đỏ gì bây giờ đen xì xì thế này. Em bảo bây giờ có việc gấp nhá. Này, không vay mượn gì đâu nhá. Không, em không có vay mượn gì đâu. Em bảo là tí mà con mượn nhà em nó xuống đây nó hỏi nhá. Nó bảo là em có cho anh vay tiền hay không? Anh cứ nhận là anh có nhá, anh vay của em 2 triệu nhá. Tôi vay của chú làm gì? Vay để bù cái chỗ mà em thôi nói. Đấy, thì anh bảo là anh mua thuốc kích thích. Thì sao này? Giời ơi, sao chú không nghĩ ra được cái cớ gì hay hơn à? Sao lại bảo tôi mua thuốc kích thích, tôi đang chết mệt vì cái khỏe thế này. Lại bảo nó mua cái thuốc, giời ơi, sao hộ thằng em một tí đi. Mà bảo nó là mua thuốc kích thích mọc tóc. Kích thích mọc tóc cái gì? Ừ. Ôi giời, tôi lại tưởng là cái mọc cái khác. Bác cần gì mọc cái khác, mọc tóc là đủ rồi. Thôi. Chị Lu à? Ôi trời ơi! Anh Bôi, hóa ra anh lấy 2 triệu em đi đánh lô đề đúng không? Tôi kích thích mà! Tôi muốn kích thích! Anh không vay tiền mua kích thích đâu! Ôi trời, hôm nay em không cho anh ta bá anh phần người! Đi mẹ! Ấy giờ mẹ! Xin anh! Hồng, con tóc! Chú Bôi ơi! Thế tôi không cần phải kích thích nữa nhá! Kích thích cái gì nữa?